Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì mình đang ở thủ đô Havana, Cuba. Mình sẽ có một trải nghiệm đối với là thành phố đất nước bên này ở Cuba. Cuba anh chị nhỉ? Dạ. I'm from Vietnam. Vietnam? Dạ. Thủ Cuba. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi vòng một thành phố để trải nghiệm thành phố anh em mọi người nhá. Chúc mọi người cùng mình. Em Slow này. Các bạn ở thành phố này là Slow mọi người. Slow nhá. Ở thủ đô nhưng mà không có wifi luôn. Mỗi lần đi bắt wifi phải đi mua một cái thẻ. Mỗi cái thẻ này chỉ dùng 30 phút các mọi người nhá. 30 phút cho cái sim này, cho cái thẻ này. Không phải là bắt được luôn đâu. Mình phải đi ra một cái chỗ nào đó. Nó có cái cô sóng mới bắt được em này. Càng cái thẻ em đã phải mua. Người này này, 2, 4, 6, 8 cái thẻ này dùng trong mà khoảng 2 tiếng rưỡi mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ cài cái thẻ này. Đấy, chung là đi Cuba không lắm. Ở giữa trung tâm và tất cả các nhà hàng, nhà nước là không có wifi. Đấy, mà sự mua sim này mình phải xếp hàng này. Đây mọi người nhìn thấy cái cổ không? Đấy, mình đây là phố đi bộ của Cuba. Có gì cuối tuần thế nào? Nhưng trong ngày thì đây là phố đi bộ. Mọi người nhìn này, xung quanh thực sự là không có gì. Đến Cuba là trải nghiệm đất nước con người của Cuba này. Ở Cuba thì tất cả sử dụng đều phải được xếp hàng mọi người. Đây là một quầy rút tiền đấy mọi người ạ. Nó giống như ở quầy bao cấp Việt Nam mình ngày xưa ấy ạ. Đấy mọi người có thể nhìn thấy ạ. Ở Cuba thì có rất nhiều loại xe cổ đấy ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy loại xe cổ đường phố ạ. Với cái khu phố gọi là giống như ở Tạ Hiền của mình ạ. Đấy, nó ngồi uống bia ngoài trời và nhà hàng ngoài bên trời mọi người nhá. Đấy, và đồ uống cà phê rất là rẻ. Tính ra 10.000 một cốc bia và đến khoảng 5.000 cái can quế đâu. Đây là một quảng trường nhá, nơi mà rất nhiều khách đến như là người dân Cuba đến đây để chơi và có thể cuối tuần. Đây là quán bia giống như ở Việt Nam mọi người nhá. Người này cũng chơi, có quán bia hơi. Đấy. Bia hơi không khác gì ở Việt Nam, ở đây bên này chỉ quán bia hơi đấy ạ. Cuba thì đây là taxi. Đấy, kiểu Việt Nam là taxi, ở Cuba là taxi mọi người nhá. Nói chung là bên Cuba dân người ta nghèo lắm, rất là nghèo lắm mọi người nhá. Hello. 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 Hai vợ chồng mình đang ở biển Caribe, một trong những bãi biển và đẹp nhất ở Cuba và trên thế giới. Ước mơ có một lần đến tắm biển ở biển Caribe hôm nay đã trở thành hiện thực. Đây là một bãi biển rất là hoang sơ, mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều sóng biển. Gọi 4 con này, mỗi con này tính ra khoảng 10 đô là khoảng 250.000 nhá, 1 triệu 4 con tôm này. Mọi người thấy to to gấp đôi hai cánh tay của mình luôn. Đấy, đang giờ đang chờ chế biến mọi người. Great, thank you. Đây là 4 con tôm hùm mà mình đã nhờ bếp ở nhà hàng nấu cho mọi người nhá. Rất là ngon này, còn một con cá này, hai con cá cũng rất tôm hùm. Bữa này ăn hết khoảng tầm 1 triệu cho mọi người nhá, ở Cuba thì tin là rẻ. Chồng mình sẽ đi tới cái nơi mà sản xuất xì gà tại Cuba, thủ đô Havana nhé mọi người nha. Đây, xin mời mọi người đi cùng mình ạ. Ở đây cảnh rất là đẹp luôn. Đi dọc theo nhà là một cái hầm để đi vào nơi làm xì gà mọi người ạ. Cái hầm này có dài khoảng 100 mét, hai bên rất là hẹp và thấp. Đây mình nghĩ là cái hầm này làm được rất là lâu rồi, chắc có khi phải vài chục năm đấy. Đây là phòng mà có xì gà mọi người nha. Trong này thì bán rất nhiều loại xì gà. Ở đây tại đây mọi người có thể nhìn thấy xì gà. Ở đây xì gà không được bán công khai như mọi người nghĩ ạ. Và tất cả ở đây đều phải được do chính phủ quản lý. Và mỗi lần mua số lượng mình rất là hạn chế. Mình không có xì gà nhưng mà mình ngửi thấy rất là thơm. Đây ví dụ như là một điếu Cuba. Giá ở đây thì mình thấy ghi là 90 đồng. 90 đô la. Khi mà bạn mua xì gà ở đây thì bạn sẽ được chủ cửa hàng mời một ly rượu rum.
mình sẽ thử. Anh phải nói gracias. Vâng thưa, mình sẽ mua 40 điếu và mỗi điếu này có giá khoảng 40 đô la, tương đương khoảng 1 triệu trong điếu này. Và thấy chủ nhà nói là Fidel Castro rất là thích cái loại này ạ. Mua khoảng gần 100 điếu. Và đây là điếu mà Fidel Castro thường hút, thấy các bạn ở cửa hàng giới thiệu như vậy. Giá điếu này rơi khoảng 40 đô, tương đương khoảng hơn 1 triệu một người nhá. Đây là xì gà do chính phủ quản lý, cho nên là người đến đây là mua không thể mua số lượng được. Còn nếu mà mua ở ngoài thì là gần như là xì gà giả. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi lượn một vòng xe cổ. Mỗi một xe này có giá 25 đô, sẽ được đi vòng trong khoảng 1 tiếng mọi người nhá. Giờ mình sẽ đi và tôi với những chiếc xe cổ này đặc trưng ở Cuba. Rất nhiều xe này ạ. Tiếng khi ở thành phố Havana, mọi người sẽ được đi tới anh đang ngắm cảnh chỉ với 25 đô bằng chiếc xe trần này nha mọi người nhá. Mọi người thấy cảnh ở Cuba này thế nào? Mình thì mình thấy nó rất là đẹp và cổ kính. Và hy vọng sẽ có một chuyến bay tới thăm Cuba trong lần tới. Đứng từ trên cao nhìn xuống, bạn có thể nhìn thấy toàn thành phố Havana, thành phố cũ và thành phố mới. Đây, mọi người có thể nhìn thấy rất là đẹp đấy ạ. Đằng sau mình đây là bức tượng Chúa. Theo người dân ở Cuba nói đây là bức tượng Chúa lớn nhất Cuba. Đây mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đấy, bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất ở Havana và cũng như ở Cuba nhé. Rồi, sau 3 ngày ở Cuba thì bây giờ mình đã lên taxi để đi ra sân bay, bay về Mỹ trước khi bay về Việt Nam. Đây, mọi người có thể nhìn thấy taxi. Ở bên này thì xe rất là cũ và cổ. Đây là xịn ở đây rồi đấy. Tại mình đang ở sân bay Havana, Cuba. Bây giờ mình sẽ bay từ Havana về Miami, sau đó từ Miami bay về San Juan để bay về Việt Nam. 3 ngày ở đất nước Cuba thì là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đấy, sẽ có dịp quay lại đất nước này trong thời gian sớm nhất để có một trong những trải nghiệm tuyệt vời. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.